Vợ con đã ngoại tình 2 lần là do con mang nghiệp gì mà bị như vậy? Trong đời sống hôn nhân của tụi con cũng phạm rất nhiều về tà dâm, cô ấy lấy con thì chịu nhiều khổ. Sau khi cô ấy ngoại tình lần thứ 2 thì cuộc sống khác, hạnh phúc hơn, giàu sang hơn. Tụi con xảy ra như vậy là do nhân gì quả gì vậy ạ? Thì ngay trong câu hỏi quý vị đã có câu trả lời rồi. Đọc kỹ lại đi. Ngay trong câu hỏi của quý vị đã có câu trả lời rồi. Cái chuyện mà mình gieo nhân nào gặt quả nấy nó nằm ngay trong câu hỏi. À, quý vị ở trong cái đời sống hôn nhân thì quý vị đã phạm rất nhiều về cái giới tà dâm. Mà chính bởi vì quý vị phạm về giới tà dâm thì dẫn đến cái chuyện là mình có cái người hôn phối mình ngoại tình. Thì đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà như vậy nè, tôi nói á, là để quý vị hiểu rõ hơn về nghiệp và quả của nghiệp ha. Cái chuyện mà mình tà dâm á, tà hạnh trong các dục á, tôi nói như vậy đi cho nó mềm mại với câu chữ ha. Cái chuyện mà chúng ta tà hạnh trong các dục, nó một phần nó có thể là từ một cái thói quen của đời trước. Tức là thời nay chúng ta dễ dàng tà hạnh trong các dục là bởi vì nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta đã phạm cái nghiệp tương tự như vậy rồi. Quý vị có để ý là trong 5 giới đó, có cái giới chúng ta dễ phạm mà cũng có cái giới chúng ta khó phạm. Ngay cả trong các thiện pháp cũng vậy, có những thiện pháp chúng ta dễ làm, cũng có những thiện pháp chúng ta khó làm. Cái chuyện dễ và khó ở đây là do đâu? Là do chúng ta có từng huân tập từ đời trước hay không. Đấy, thì tôi quay trở lại vấn đề, cái chuyện mà chúng ta dễ dàng tà hạnh trong các dục á, thì nó cho thấy là chúng ta đã tạo những cái nghiệp tương tự vào đời trước rồi. Đời trước chúng ta cũng y chang như vậy đấy. Mà những cái mà chính bởi vì cái tà hạnh trong các dục ở đời trước á, do đời trước chúng ta cũng phạm cái giới này, cho nên nó sẽ cho cái quả là đời này chúng ta gặp những con người như vậy nha. Và chính bởi vì những cái hành động ở trong đời này đó, tức là những cái tà hạnh trong các dục phạm giới ở trong đời này, nó sẽ cho kết quả là đời sau kiếp khác quý vị vẫn sẽ tiếp tục gặp những con người như thế nữa. Để, nếu như mà quý vị hỏi thì đó là câu trả lời của tôi. Còn quý vị nói là cái chuyện mà trước khi ngoại tình là nghèo khổ mà sau khi ngoại tình thì giàu sang thì xin thưa cái đó không nói lên điều gì cả. Bởi vì á, cái chuyện mà giàu sang hay là nghèo khó đó, nó dính dáng, thứ nhất là dính dáng tới cái quả của cái việc bố thí. Nhưng mà cái thứ hai là do nỗ lực hiện tại. Đời nay mình nghèo quá, mình thấy người khác giàu hơn thì mình nhào vô. Điều đó nó lại là do nỗ lực hiện tại. Thì rất nhiều cô gái họ sẵn sàng buôn phấn bán hương để họ được giàu, họ được có nhiều tiền. Thì cái đó cũng chưa hẳn là do cái phước bố thí của cổ để cổ giàu như vậy, mà là do cổ nỗ lực tạo các nghiệp bất thiện của kiếp hiện tại cho nên cổ mới được giàu sang. Và Đức Thế Tôn cũng đã có cảnh báo, nếu như chúng ta do vì phạm giới mà chúng ta được nhiều sự lợi lạc về vật chất thì sau khi thân hoại mạng chung, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đang chờ đón chúng ta. Và không biết vấn đề này thì sư Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Dạ, thưa đại đức, thưa quý vị, thì khi mà nghe cái thành tuệ giảng giải về câu này á, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm đó. Đặc biệt á, lại đức hành tại có nói một cái vấn đề này là mà sư cũng dự định nói, và vấn đề này á, sư sẽ nhắc thêm một lần nữa để quý vị lưu tâm. Tại vì đôi khi mình nghe quý sư giảng, nhưng rồi có những cái điểm mà nó trọng yếu á, mình đôi khi mình nghe lướt qua là mình không chú tâm, cho nên một lần nữa xin nhắc về cái điểm này. Về đức hạnh tuệ có nói là như vậy, quý vị phải lưu tâm nha, là
trong cái câu hỏi này á, thì vị này nói là riêng bản thân á, cũng phạm giới tà dâm rất là nhiều. Thì mình phải hiểu á, những cái hành động này nè mình làm một cách mà nó dễ dàng và nó thuận lợi để mình làm á, đúng là như Đức Thịnh Tuệ nói là có thể là trong quá khứ mình á, mình đã làm cái việc này trong quá khứ. Ở đây khi nói trong quá khứ thì mình phải hiểu là trong sinh tử luân hồi nha, rất là nhiều kiếp mình đã làm cái chuyện này nữa. Đối với mình á, đối với bản thân mình á, nó rất bình thường, cho nên ngay trong cái kiếp hiện tại này nè, nó giống như thần cận y duyên vậy đó, thần cận y duyên quý vị, cho nên quý vị vẫn tiếp tục cái đó. Bởi vì sao? Dẫn chứng nó xin dẫn chứng trong chú giải tiền thân và chú giải pháp cú, cái tần suất mà xuất hiện những cái câu chuyện mà nói về những cái thói quen tốt lẫn xấu mà huân tập trong quá khứ rất là nhiều thưa quý vị. Mà sư ở đây sư xin kể về những cái thói quen xấu thôi, là giống như có những vị tỳ kheo, những vị sư có những hành động rất là lạ, thì Đức Phật mới nói là thôi đừng có trách vị này, cái vị này là do trong 500 kiếp liên tục đó làm cái hành động đó, là hành động sai quấy đó, nên nó quen, nó cho nên là hiện tại giờ nó vẫn còn. Và cụ thể hơn á, là ngay cả cư sĩ cũng có, giống như cái câu chuyện á, mà năm vị cận sự nam nghe Thế Tôn thuyết pháp, thì trong đó có người á, nghe Đức Phật thuyết pháp trực tiếp, nghe quý vị, thì có một vị á, là ngồi á, lấy cái cây á, lấy cây khiều 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 đất. À, có một vị á, thì nhìn lên trời đó, thì tương tự như vậy, suy kể hai trường hợp thôi đó. Thì khi mà ngài không có chú tâm nghe nghe trực tiếp nghe Đức Phật, thì ngài đã hỏi vì sao mà cái người này nó có hành động, người này, hai người này, hai người cư sĩ là có hành động lạ gì vậy Thế Tôn. Thế Tôn mới nói là do cái người mà lấy cái tay khiều 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 do trong quá khứ là 500 kiếp liên tục là côn trùng, cho nên cái huân tập cái điều đó, cho nên là bây giờ Thế Tôn của thuyết pháp á, cũng làm những hành động nó theo một cái quán tính à, nên không có nghe pháp không có tiếp thu được đó, cho nên bị lỡ mất cái cơ hội mà giác ngộ. Rồi cái vị cư sĩ nam kia cũng vậy, có nghĩa là nhìn trên trời, do trong Đức Phật có giải thích là do trong 500 kiếp liên tục làm nhà chiêm tinh đó, cho nên ông ngồi cũng huân tập thói quen đó, cho nên rồi cuối cùng cũng bị lỡ mất cái cơ hội giác ngộ. Bởi vì quý vị phải nhớ cái điểm này nè, những cái điểm, những cái điều mình làm mà mình thấy mình phạm giới á, những cái điều ác nghiệp mình phạm giới, mình làm cách sao mình thấy mà làm mình làm cách dễ dàng, dễ dàng giống như một cái quán tính gì đó, thì mình phải chú ý, mình phải đặc biệt lưu tâm những cái điểm này, nó rất là nguy hiểm thưa quý vị. Nếu mà quý vị cứ huân tập như vậy hoài, thì quý vị sẽ còn khổ trong sinh tử luân hồi mà không xác định. Là cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi. Chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.